Đây, các thầy cô sẽ thực hiện cái nhiệm vụ là robot dò đường tránh vật cản thôi. Mình sẽ sử dụng cái đường live và kết hợp với cả đi hầm. Đây, các thầy cô sẽ thực hiện cái cuộc thi như thế này vào cái cuối tháng này. Em sẽ thiết kế lại cái sân cho nó, cái đường đi nó sẽ khác thôi. Và cơ bản thì cái hầm nó cũng sẽ như thế này, chỉ nó khác nhau về đường đi. Đấy, nhiệm vụ của các thầy cô là sẽ lập trình cho robot làm sao mà di chuyển được dò live, đúng không ạ? Di chuyển tự động theo live, đi vào hầm. Vào hầm thì mình sẽ kết hợp là vào hầm bật đèn, vào hầm bật đèn led. Đây các thầy cô sẽ thấy vào hầm bật đèn đấy ạ. Các thầy cô thấy ạ, vào hầm bật đèn ạ. Di chuyển trong hầm không có đường live, ra hầm thì tắt đèn và tiếp tục bám live để đi về đích. Đấy, nhiệm vụ của các thầy cô cái cuộc thi cuối tháng này là như thế. Cơ bản là nó sẽ thực hiện chức năng như thế, và cái sân thì nó có thể điều chỉnh một chút ở cái đường lai, có thể là đường lai nó sẽ dễ đi hơn chẳng hạn, hoặc là nó có hình dạng khác. Đấy, thì các thầy cô sẽ suy nghĩ về cái đề bài như thế. Còn buổi chiều hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về cái nội dung là robot dò đường kết hợp với tránh vật cản, đúng không ạ? Robot dò đường tránh vật cản cộng với cái việc mà robot đi với đi ở trong hầm ấy, nó sẽ gần gần giống nhau. Thế là nếu mà các thầy cô làm được cái nhiệm vụ robot đi dò đường tránh vật cản rồi, thì với cái bài đi mê cung thì nó cũng sẽ đi đi chui hầm thì nó cũng sẽ tương tự như thế thôi. Nên là đấy, sẽ không mất nhiều thời gian để các thầy cô phải tìm hiểu thêm những cái mới làm gì cả, đúng không ạ? Mình chỉ cần áp dụng cái kiến thức của mình đã học hôm nay để thực hiện cái cuộc thi vào cuối tháng này rồi ạ. Ở đây em có một cái sân như thế này, cái sa bàn sân thi đấu như thế này chẳng hạn. Đây, bây giờ các thầy cô sẽ thực hiện cái nhiệm vụ là mình sẽ cho robot di chuyển dò đường. Trên cái đường lai thì nó có một cái vật cản, đúng không ạ? Các thầy cô có thể để cái hộp của con robot ở cái này làm cái vật cản cho con robot, cái hộp robot đấy ạ. Mình sẽ di chuyển theo đường lai, và nếu mà gặp vật cản thì phải tránh qua vật cản để tiếp tục đi lai, đúng không ạ? Tránh qua vật cản và phải bắt được lai để đi tiếp. Đấy, nhiệm vụ của mình sẽ là như thế. Và cuối buổi hôm nay thì các thầy cô sẽ nộp lại cho em cái video mà các thầy cô thực hiện được cái nhiệm vụ là dò đường tránh vật cản. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các thầy cô là cách lập trình. Tuy nhiên là lát nữa em sẽ có thêm một cái chức năng nữa để các thầy cô suy nghĩ, và các thầy cô sẽ quay lại video và gửi lại cho em. Được chưa? Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các thầy cô cách để lập trình cái này trước đã. Được chưa? Đầu tiên đấy, các thầy cô phải suy nghĩ về cái thuật toán để làm một cái bài này. Đấy là đầu tiên thì mình sẽ làm gì, đúng không ạ? Đầu tiên là mình sẽ xuất phát theo cái đường lái này, đúng không ạ? Robot sẽ bám lái đến khi nào mà gặp cái vật cản ở trên cái đường lái này thì cho robot nó rẽ sang một hướng khác để đi đường lái, đúng không ạ? Đây, các thầy cô sẽ có cái code, các thầy cô mở lại cái code đi dò lại lúc sáng ngày các thầy cô làm ấy. Bị tiệt nó ạ. Đây là đoạn code đi dò lại lúc sáng ngày các thầy cô đã thực hiện rồi. Thầy cô mở lại cái đoạn code của thầy cô nhé. Bé hơn. A6 bé hơn.
Đây là cái code lúc sáng ngày thầy cô đi dò lại đây đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ kết hợp cái đoạn này với một cái đoạn là với cái đoạn có thể đi dò lại, nhưng mà đến cái đoạn này mà gặp vật cản thì sẽ phải tránh qua vật cản đúng không ạ? Có nghĩa là code đi dò lại kết hợp với code điều khiển code tránh vật cản. Ví dụ mình để code dò lại đây được chưa ạ? Mình sẽ cho một cái hàng, lúc này thầy cô đặt hàng rồi đấy ạ. Cho một cái hàm ở đây là dò lại. Cái đoạn mình sẽ thêm cái chương trình đi tránh vật cản nữa đúng không ạ? Đoạn tránh vật cản các thầy cô có thể kéo lại. Nếu đọc khoảng cách dấu bé hơn đúng không ạ? Dấu lớn hơn đi đúng không ạ? Nếu đọc khoảng cách mà lớn hơn 15 cm chẳng hạn. Đọc khoảng cách lớn hơn 15 cm. Nếu không đúng không ạ? Chương trình chính của mình thì mình nên cho cái đoạn cài đặt ban đầu và lặp lại mãi mãi đi ạ. Để nó hiểu đoạn này là đoạn chương trình chính, còn cái này là chương trình còn đúng không ạ? Bây giờ là mình sẽ kiểm tra xem là ban đầu mình sẽ kiểm tra đúng không ạ? Theo cái hình này ban đầu mình sẽ kiểm tra xem là có vật cản hay không đúng không ạ? Mình sẽ kiểm tra xem là có vật cản hay không. Nếu mà không có vật cản thì mình sẽ cho robot đi lai theo cái đường lai này đúng không ạ? Mình đặt robot ở trên đường lai này. Nếu kiểm tra không có vật cản thì cho robot di chuyển dò lại, đúng không ạ? Nếu kiểm tra không có vật cản thì cho robot đi dò lại. Tức là ví dụ nếu mà khoảng cách mà lớn hơn 15, tức là không có vật cản đúng không ạ? Thì mình sẽ cho robot đi dò lại. Nếu không, có nghĩa là đang đi lai mà gặp vật cản thì phải thực hiện chương trình tránh qua vật cản đúng không ạ? Tuy nhiên tránh qua vật cản sau rồi nó phải đi ngược lại nữa. Thế nên là ở đây mình sẽ không cho chương trình dò lại vào đây. Các thầy cô sẽ giúp em đặt thêm một cái biến. Mình sẽ đặt biến. Đặt một cái biến ví dụ biến nick thì chẳng hạn. Nó sẽ chuyển đổi chế độ. Mình sẽ đặt một cái biến. Ban đầu cái biến này các thầy cô để là nó bằng 0. Ban đầu các thầy cô sẽ để cái biến này bằng 0. Nếu mà gặp vật cản, nếu mà không gặp vật cản thì cũng sẽ cho cái biến này bằng 0. Thì ở đây mình cho cái biến này bằng, mình cho bằng 0 hay mình cho bằng 1. Thử cho bằng 1 thì nó cho nó khác không, để các thầy cô phân biệt được. Cho cái ban đầu bằng 0, nếu cái này cho bằng 0 đi. Nếu không gặp vật cản thì cho bằng 0, mà nếu bằng 0 thì mình sẽ cho robot di chuyển theo đường lai. Thay vì mình phải cho cái này vào đây đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ cho cái này vào đây và mình sẽ sử dụng cái biến biến nick. Cái này là nick. Nếu cái biến nick mà bằng 0. Nếu cái biến này bằng 0. Nếu cái này bằng 0 thì mình sẽ cho đi like. Còn nếu mà gặp vật cản thì mình sẽ cho cái này bằng 1. Có nghĩa là cái chương trình kiểm tra vật cản ấy, mình sẽ gán cho nó bằng một cái biến. Nếu mà gặp vật cản thì cái biến này bằng bằng 1. Không biết. Nếu gặp vật cản thì gán cái biến này bằng 1, và không gặp vật cản thì mình sẽ gán cái biến này bằng 0. Nếu cái biến này bằng 0 thì mình sẽ cho đi dò lại đúng không ạ? Nếu bằng 1 thì mình sẽ thực hiện cái chương trình là cho robot di chuyển
Đây ạ, bằng 1 thì mình sẽ, tức là bằng 1 là gặp vật cản đúng không ạ? Mình sẽ cho robot di chuyển đi qua cái hình này. Và thầy cô sẽ lập trình cho robot di chuyển theo tránh cái vật cản đúng không ạ? Bằng cách là đi đi đường này đúng không ạ? Đi lên đây, rồi đi sang đúng không ạ? Xong rồi làm sao để bắt được lại cái đường lại ở đây. Đúng chưa ạ? Đấy. Mình sẽ cho robot di chuyển gặp vật cản thì nó sẽ đi quay này, bắt đầu là quay phải đúng không? Cái bài này là cái bài kết hợp với cái bài các thầy cô đi đánh vật cản lúc sáng các thầy cô làm đấy. Gặp vật cản thì quay phải đi thẳng, quay trái đi thẳng rồi quay trái đi thẳng đúng không ạ? Rồi quay phải đấy, làm sao để nó tránh được qua cái này. Sau khi thực hiện xong tránh được qua cái này rồi thì nó phải bắt được lại cái đường lại. Đấy, bằng 1 thì thực hiện cái chương trình là tránh qua vật cản. Như em có cái đoạn chương trình tránh qua vật cản ở đây rồi. Đây. Ban đầu là quay gặp vật cản thì sẽ quay 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 phải đi ạ. Quay phải thì cái này bằng không. Quay phải. Quay phải đi thẳng. Sau đó quay trái. Quay trái rồi đi thẳng đúng không ạ? Tiếp tục quay trái đi thẳng. Giống cái bài lúc sáng các thầy cô làm ấy ạ. Để nó đi tránh qua được cái vật cản đấy. Quay trái đi thẳng. Và cuối cùng là quay phải nữa được đúng không M1 quay phải là M1 bằng 150, M2 bằng 0 trong vòng 1 giây. Sau khi thực hiện hết cái đoạn này thì robot nó sẽ không gặp vật cản nữa. Không gặp vật cản thì nó sẽ gắn cho cái biến này bằng không. Ạ. Em giải thích lại từ đầu. Ban đầu mình sẽ có một đoạn đi dò lại như thế này đúng không ạ? Đây là chương trình con. Cái chương trình chính của mình thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh là kiểm tra xem là có cái vật cản ở trên cái đường lại hay không. Nếu không có vật cản ở trên đường lại thì mình sẽ cho cái biến này bằng không, có nghĩa là bằng không thì nó sẽ đi dò lại ở đây, có nghĩa là không có vật cản thì sẽ đi dò lại đúng không ạ? Chưa? Nếu có vật cản thì cái biến này nó bằng 1, tức là mình sẽ chuyển qua cái chương trình đi tránh tránh vật cản đúng không ạ? Sau khi thực hiện xong cái đoạn tránh vật cản này đúng không ạ, thì lúc này cái điều kiện là khoảng cách nó sẽ lớn hơn 15 đúng không ạ? Thì cái biến này đang bằng 1 nó sẽ nhảy về bằng 0 do đúng lại cái điều kiện này đúng không ạ? Tức là nó sẽ lại tiếp tục đi đoạn dò lại này tiếp. Được chưa ạ? Đấy, đấy là cái code mà để có thể đi được cái đoạn chương trình dò lại của thầy cô. Dò lại tránh vật cản đúng không ạ? Cái đoạn tránh vật cản này là cái đoạn mà lúc sáng các thầy cô làm rồi này. Đi theo cái đoạn hình vuông đấy ạ. Cái đoạn đang vẽ màu đỏ đấy ạ. Không ạ? Mình chỉ kết hợp cái đoạn này cộng với đi dò lại thì nó thành một cái chương trình là đi dò lại tránh vật cản.
Các thầy cô có thắc mắc cho cái đoạn này không ạ? Các thầy cô thử vẽ cho mình một cái đường. Sau đấy thì vẽ cho mình một cái đường giống như thế này chẳng hạn. Sau đấy thì thử xem là đi dò lái và nó có tránh được vật cản không. À, em sẽ... Đây, cái nhiệm vụ các thầy cô sẽ thực hiện cho em thêm một cái chức năng. Đấy là để các thầy cô quay video lại và nộp lên Padlet giúp em ý. Thì các thầy cô, cái đoạn số 1 ở đây, đây sẽ em sẽ cho nó thành một cái hình... Đây, vật cản ở đây đúng không ạ? À, lập trình cho robot di chuyển tự động từ vạch xuất phát đến vị trí vật cản. Được chưa? Vật cản. Đến cái vị trí vật cản thì bật đèn đi ạ. Đến vị trí 1 thì bật đèn. Sau đó thực hiện việc tránh qua vật cản đúng không ạ? Và đi tiếp trở lại. Sau đó thực hiện việc tránh qua vật cản và tiếp tục đi dò lại. Đi dò lại và tắt khi đấy thì tắt đèn đúng không ạ? Đi dò lại và đi dò lại thì tắt đèn. Có nghĩa là tránh qua vật cản. Sau khi thực hiện tránh qua vật cản thì tắt đèn. Thì tắt đèn và đi tiếp dò lại. Đấy, thuật toán thì em đã hướng dẫn các thầy cô rồi đấy ạ. Bây giờ các thầy cô, việc là các thầy cô phải căn chỉnh làm sao để nó đi được qua cái vật cản. À, cái vật cản của thầy cô thì các thầy cô để giúp em là cái hộp của con robot nhé. Cho nó đồng nhất giữa các đội với nhau là đều vật cản đều giống nhau. Đúng không ạ? Thực hiện là nhiệm vụ đấy, đi từ vạch xuất phát đúng không ạ? Đến vật cản. Sau đó thì thực hiện tránh qua vật cản. Đến vật cản thì bật đèn báo hiệu này. Sau đó thì tránh qua vật cản. Tránh xong thì tắt đèn và tiếp tục đi dò lại. Đã. Nhiệm vụ về nhà của thầy cô ạ. Về nhà đây ạ. Các thầy cô sẽ nộp cái video trên Padlet để cô Vân sẽ là người sẽ chấm kết quả của các đội ạ. Cô có thể xem lại ở đó. Vâng. Tiếp theo là cái phần đăng ký, phần đăng ký dự thi cho cuộc thi robot dành cho học sinh thì có thể cô cũng đăng ký tại cái nội dung tại cái đường link mà tôi đã gửi ở trong nhóm Zalo như trên phần chat của buổi ngày hôm nay. Và thời gian chúng ta đăng ký là hết ngày mai ạ. Rất là mong có nhiều đơn vị trường có thể cô mạnh dạn cho các con dự thi. Để sang năm các con có được cái trải nghiệm rồi, sang năm các con dự thi sẽ tự tin hơn trong cái cuộc thi bắt buộc của năm tới mà tỉnh sẽ triển khai. Rồi, như vậy thì bây giờ cũng là 5 giờ kém 15 rồi ạ. Nếu
các thầy cô không có vấn đề gì cần hỗ trợ và được hỏi trực tiếp trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thể kết thúc. Cháu hỏi thầy Sơn một tí ạ. Dạ vâng ạ, các thầy cô có hỏi đi ạ. Cái này cái con robot rồi em bị hỏng ấy chứ. Nó lắng biết đầu cái mic Bluetooth á. Nó bị hỏng là như nào? Được. Nó bị hỏng là như thế nào? Cắm cái mic